Chào bạn thân mến, Đài Làng Nga đây. Trong video này, Hằng Nga sẽ chia sẻ với các bạn những lời khuyên cuối cùng dành cho người bị huyết áp thấp. Huyết áp thấp đó là một căn bệnh phổ biến. Chúng ta thường thấy ở những người lứa tuổi dậy thì hoặc là người cao tuổi, thường xảy ra đối với cả nam lẫn nữ. Và hiện nay thì xu hướng những người bị mắc huyết áp thấp thì càng ngày càng gia tăng. Vì vậy, bệnh huyết áp thấp là gì? Một người bình thường thì chỉ số huyết áp của họ sẽ nằm trong khoảng từ 120 cho đến 80. Và huyết áp thì sẽ dao động từ trong khoảng 110 cho đến 120. Đó là tâm trương. Còn nếu mà tâm thu thì nó sẽ nằm dao động trong khoảng từ 70 cho đến 80. Và những người bị huyết áp thấp đó là những người mà huyết áp phần tâm thu của họ dưới 65. Vậy nguyên nhân của bệnh huyết áp thấp là gì? Thứ nhất, có thể là do bạn bị suy giảm tuyến giáp. Thì cái hormone của tuyến giáp nó suy giảm, từ đó cũng dẫn đến bạn bị mắc bệnh huyết áp thấp và sẽ làm cho bạn bị chóng mặt, hoa mắt. Thứ hai, đó là do thiếu lượng glucosa. Khi mà lượng đường trong cơ thể bạn quá thấp, xuống đến dưới 2,5 thì nó cũng làm cho bạn bị run rẩy, chân tay lầy bẩy và huyết áp. Thứ tư, đó là nhịp tim chậm. Khi mà nhịp tim của bạn dưới 60 lần một phút thì nó sẽ không đủ oxy để đưa đến não và tim của bạn. Lúc đó khiến bạn cũng sẽ bị hoa mắt và chóng mặt. Ngoài ra còn một nguyên nhân cuối cùng nọ nữa là do có thể là stress hoặc là những yếu tố di truyền thì cũng có thể khiến cho bạn bị huyết áp thấp. Vậy huyết áp thấp có nguy hiểm không? Huyết áp thấp thì thường xảy ra đối với những người dậy thì và những người cao tuổi và đối với cả nam và nữ. Và theo như thống kê thì là bệnh này nó khá là nguy hiểm, bởi vì là nó sẽ có thể dẫn tới các cái tai biến về mạch máu não và thường là nó xảy ra là nhồi máu ở tim. Và đặc biệt là nguy hiểm đối với những người ví dụ đang vận hành tàu xe hoặc đang là làm việc trên cao thì rất là nguy hiểm. Và chúng ta cũng không nên chủ quan và coi thường bạn nhé. Vậy để khắc phục căn bệnh huyết áp thấp ta phải làm gì? Trước tiên chúng ta phải xác định xem là nguyên nhân bạn bị bệnh huyết áp thấp là gì. Nếu như mà nguyên nhân của bạn đó là do mà bạn bị suy giảm tuyến giáp thì chúng ta cần phải đi đến bác sĩ có chuyên khoa, và lúc này bác sĩ chuyên khoa sẽ cho bạn một cái giải pháp hợp lý và phù hợp với thể trạng bệnh của bạn. Còn nếu như mà bạn không phải là nằm trong tình trạng nguyên nhân là do suy giảm tuyến giáp thì Hằng Nga sẽ có 7 lời khuyên sau đây đưa ra đối với bạn. Thứ nhất, bạn cần ăn đầy đủ các bữa, đặc biệt là bữa sáng, và bổ sung các bữa ăn của mình với những các cái chất dinh dưỡng mà tốt cho tim mạch và các cái nước ép hoa quả. Ngoài ra thì bạn cũng nên bổ sung cho cơ thể mình thêm một chút muối để tốt cho cái sự lưu thông máu trong cơ thể. Thứ hai, đó là bạn cần phải ăn nhiều muối hơn một chút. Ví dụ như người bình thường thì sẽ cần 5 gram muối một ngày. Nếu bạn bị huyết áp thấp, bạn sẽ phải ăn nhiều hơn người bình thường, đó là trong khoảng từ tầm 10 đến 15 gram một ngày bạn nhé. Thứ ba, đó là bạn cần có một giấc ngủ ngon và giấc ngủ đầy đủ. Điều đó sẽ giúp bạn phòng ngừa huyết áp thấp và cũng như là giúp bạn khắc phục cái tình trạng huyết áp thấp của mình. Thứ tư, đó là luyện tập thể dục nhẹ nhàng và đều đặn. Bạn có thể lựa chọn cho mình một môn thể dục hợp lý, ví dụ như đi bộ, dưỡng sinh hoặc là tập yoga. Tập yoga thì đặc biệt rất là tốt cho tâm trí của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn là ngủ ngon hơn. Ngoài ra cũng giúp bạn điều hòa nhịp tim, và nó có những cái bài tập, ví dụ như là bạn tập thiền chẳng hạn, có những bài tập thiền hoặc là có những cái động tác yoga mà giúp bạn làm thư giãn, và sau một buổi tập bạn sẽ cảm thấy cơ thể sẽ rất là khỏe mạnh và tâm trí thì mình. Thứ năm, bạn nên sử dụng các cái loại trà mà nó giúp bạn làm hạ huyết áp. Mình cần phải chọn những cái loại hàng mà có chất lượng và phải đảm bảo các cái tiêu chí là không có phản ứng phụ. Thì thường như những cái loại trà này thì nó chỉ có nguồn gốc thiên nhiên, nó mới đảm bảo được tiêu chí đó thôi. Và ngoài ra thì mình cũng phải đảm bảo là nó làm cho bạn lạnh bụng hoặc là bạn sẽ bị đi ngoài, thì mình phải chú ý trong cái khi mình lựa chọn trà.
thứ 6, một điều rất quan trọng đối với những người bị huyết thấp, đó là bạn cần phải đi khám định kỳ để bạn biết được là cái chỉ số huyết áp của cơ thể mình nó đang ở trong cái tầm nào, và mình có những cái biện pháp điều chỉnh hoặc là sử dụng thuốc, bác sĩ sẽ đưa thuốc cho bạn, hoặc là mình sử dụng điều chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi cho hợp lý. Ngoài ra bạn cũng cần phải hết sức chú ý nếu như huyết áp của bạn tăng quá là 120/80 trong và sau khi tập thể dục, hoặc là tự nhiên cái huyết áp của bạn nó tăng đột biến, thì cũng cần phải thông báo ngay cho bác sĩ và đi kiểm tra ngay. Thứ 7, giữ tinh thần thoải mái và lạc quan là một điều hết sức quan trọng để có thể vượt qua được mọi bệnh tật. Và hãy nhớ là có một chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý kết hợp với tập luyện và chế độ nghỉ ngơi. Và bạn hãy nhớ rằng là đối với những người bị bệnh huyết áp thấp ấy, thì việc tránh cái việc quá căng thẳng hoặc là xúc động đột ngột bạn nhé. Trên đây là lời khuyên cuối cùng của Hằng Nga dành cho những người bị huyết áp thấp. Hãy nhớ áp dụng chế độ dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Chúc các bạn sớm điều hòa được huyết áp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hằng Nga trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Nga để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Nga xin chào. Bye bye.